Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm quả thơm. Mình sẽ tô màu sản phẩm quả thơm quả chó. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bí ngô. Bí ngô nha các bạn ơi. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm quả bưởi các bạn ơi. Quả bưởi đi. Như vậy là sản phẩm quả chanh của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây sản phẩm quả thơm của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Sản phẩm này mình sẽ đặt tên nó là quả bơ nha các bạn ơi, bơ đi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm củ cải thảo các bạn ơi, cải thảo nha. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm quả táo tiên. Như vậy là sản phẩm của mình kết thúc rồi nha các bạn ơi, quả táo này. Còn đây là sản phẩm của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha, video mình kết thúc rồi.